Hi, xin chào mọi người, thì hôm nay mình lại tiếp tục với Marab Marab ARK ha. Thì tập trước bắt mấy con Dragon Icon mà nó mất tiêu rồi. Mình bắt mình muốn nuôi tự do cái này nó hình như nó hơi bị lỗi về cái phần đó. Mình bắt mình nhốt trong đây rồi mà nhưng thành ra giờ nó mất hết rồi các bạn ơi. Con này để mình tăng cho nó, hình như là mình sẽ tăng cho nó sẽ là thêm một lượng máu. Lượng máu cũng khá là ít để luyện level cho Griffin. Mấy con gà này thì giết chẳng bao giờ lên level được nhiều. 452 kinh nghiệm mà để giết con này coi. 454, trời, giết một con được có 2 kinh nghiệm mà. Trời, giết được con mấy chục kinh nghiệm yếu vậy ta. Drop hết đi. Ok. Ở trong đây cái nút sử dụng là nút nào ta? Button. Sử dụng slot item 10. À, cái này không phải. Kiểu như nút F là Asset Inventory Wheel là to Right X Brawl H L Left Control M C B N. Nó không cho mình cái nút sử dụng ha, có nút drop item kìa mà không có nút sử dụng ta. Như trong ARK thì có nút E, cái này rõ ràng là có nút E đây mà nó không cho mình dùng ta. Khó hiểu nhờ. Ê, đấy, con sói. Thơm nha. Ok, xuống đây cừu. Rớt à. Ok. Ủa lộn nào. Trời ơi, thích quýnh nhau thì tao quýnh với mày. Đơn giản thôi. Đơn giản thôi. Đơn giản thôi. Tao đang tìm mày đây. Tao đang tìm mày đây. Thằng nhóc duy nhất ở trong cái map này đối với khủng long hiện tại của mình là chỉ có con này mới solo lại được con sói này thôi. Còn lại gần như là tất cả khủng long của mình thì đều bị con này nó bóp gái hết. À lộn, đều bị nó ăn thịt hết. Griffin mới đủ sức châu bò mà chịu đựng với con này đấy. Còn không nổi các bạn thấy không? Mình cho nó nghỉ, nó hồi lại stamina. Qua chơi với con sói tiếp, con sói máu 52 là hơi bị mạnh luôn á. Chết rồi, hồi nãy dục hết thịt rồi. Nó chạy rồi kìa. Nhóc. Ấy. Chạy hả? Con sói kìa. Rồi nó bay lại kìa. Thấy chưa, con này được cái là rất là xạo. Nó không có sợ mình. Mày. 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 Mày đúng, chỉ có con này mới giết được thôi. Anh phải giết mày, chỉ có giết con đó kinh nghiệm lên mới ao ao. Ôi, chúng ta lại được có cái răng con sói rồi các bạn ơi. Yeah. Ồ trời, tưởng răng con sói, cái răng con sói hình như rất là hiếm nha. Con này thì mớ thịt rồi, bây giờ thì mình sẽ cho nó ăn. Chắc mình sẽ đổi để coi cái nút gì hợp với cái nút sử dụng. Giờ tự nhiên bay lên để coi cái nút nào hợp với nút sử dụng ta. Ok, để mình setting lại cái nút. Chứ game này có nút sử dụng mà nó không sử dụng được thì hơi bị phế. Đúng ta, hình như mình vừa nó phá cái nút gì của nó. Chibo chat là nút đó à. Ok, để coi số 5. Ok, apply save, không biết được không nhỉ, không cho xài luôn. Rồi nó hiểu ngầm là nút E luôn các bạn ơi, nó không cho mình xài luôn.
Trời ơi, với là cái nút đó nó không cho mình xài cái kiểu đó. Là nút này auto là mình phải bị mình xài phải remote thôi chứ không phải dùng kiểu kia được nữa. Rồi quýnh con kia là lên gần như là 3 cấp một lần. Rất là phê luôn. Xương đồ quá trời đây nè. Con này đi farm thì nó khỏi phải nói luôn. Xương thì dễ, chỉ cần mình giết mấy con sói nó là ok thôi. Con này cũng được nè, con này cũng rất nhiều xương nè. Wow, quýnh gần 28 xương các bạn thấy không? Một con sói tiếp kìa. Con này là level bao nhiêu đây? Vui tàn là bọn level cao không nhờ. Xuống đây, giết tiếp. Mình train level cho con này của mình. Cái hồ này mình chưa sửa lại nên là mỗi lần con thú xuống rất là cực nha. Rồi, gớm đó là rớt xuống đây cũng được thôi, tao nhốt mày dưới đây luôn. Ngu, ngu. Ngu người. Chết đi. Sao tàn là mấy con sói level 40 mấy không ta? Để hôm nay mình sẽ chế thuốc biến thành con sói coi để mình có đủ nguyên liệu không, để tí mình coi lại. Giết sao con này đó. Nó tức nó quay lại nó phạt mình rồi thấy không? Quýnh nó nhiều quá nó tức nó quýnh lại liền thấy chưa? Ok. Tát con này cái bài cao ghê thiệt cứ chứ. Mình hỏi stamina thôi, mình chơi tiếp với nó. Nó bị chảy máu rồi, nó gần chết rồi, nó yếu lắm rồi. Mày tao sợ mày quá. Tao sợ mày quá. Ồ nó quýnh gãy cái hàng rào mình luôn kìa. Sợ mày quá. Rồi, nó đập nát cái hàng rào của mình luôn kìa. Một phát thôi, con đó công nhận mạnh ghê ta. Đam con nó rất là to luôn á các bạn. Griffin mình lại lên 2 cấp tiếp tục. Có lẽ là chúng ta nên tăng đam đi, đam cho nó mạnh. Refill của mình bây giờ là bá cháy rồi. Trong đây là chỉ có đúng con này hả? Có thể khả năng chơi mấy con đó để có phép thuật coi. Magus. Werewolf. Đây rồi. Mình phải cần làm mấy cái này. Mình cần ba trái tim luôn. Mẹ ơi. Cần ba trái tim của con sói luôn mà chỉ biến được 5 phút thôi hả, hơi căng nha. Làm cái này cũng khó nữa chứ, công nhận trong đây làm đồ khó dữ ta. Ôi, là một cái gậy bằng trời có cánh con gì nữa kìa. Bon one. Cái này hình như giống như là cái vượt qua. Cái này đáng nè. Cái này đáng nè. Cái này mới là cái thu hoạch nè, để mình coi thử coi. Cái này rất đáng để làm luôn. Giờ chắc mình quýnh con này một cái chết rồi đó. Không nổi. Xuống xuống xuống. Coi. Arantovit Feeder, chỉ cần giết được con Arantovit, cái này thì quá đơn giản rồi. Rồi, mình sẽ cố gắng làm cái này. Làm cái này để đi thu hoạch mấy cái đồ kia, đồ magic rất là phê luôn, rất là nhanh luôn.
con này một cái chết này. Nó khùng quá. Mình cho nó lên trời sáng, chơi cho nó dễ. Mình sẽ đi kiếm Aventavis đi giết. Quên đem theo lương thực rồi. Thôi ăn trái cây đỡ vậy. Từ từ đó, về mình nấu mấy cục thịt mang theo ăn đó. Không có thịt không làm gì được hết. Chica level 32 thôi. Có rồi. Chưa sửa lại chuồng Dodo nữa kìa. Quên. Nấu thịt ăn thôi. Để mình nấu thịt để chặt ít thịt coi. Ôi, lại hết nước nữa ta. Sống kiểu sống mà quá là khổ. Có bình nước mà, hôm bữa mình nhớ mình có bình nước mà. Cái này là keep your way. Thức à. Mình tăng cái gì cho mình ta? Mình tăng sức chống chịu đi, đỡ bị chết cống được rồi. Quên chứ, tăng ít oxygen ta. Rồi, đi qua lấy thịt ăn thôi. Rồi, 10 cục là đủ rồi. 10 cục đủ cho một chuyến đi rồi. À quên. Mình tốn 2 cục mất trước khi đi rồi. Để mình lấy thêm thịt. Rồi, ok. Để coi có nước chưa. Ôi, nước thì lấy lúc nào chẳng được. Rồi bây giờ mình sẽ đi săn con Aretovic, lấy được cái gậy Bonewon chứ. Bonewon thì mình sẽ làm được nhiều thứ đó, sẽ đi kiểu như là cái pháp thuật của mình nâng cao, mình đi farm đồ nó nhanh hơn. Con này thì chắc chưa đủ tuổi quýnh với con rồng đâu nha. Chắc bị con rồng đánh cái xỉu. Aventavis thì ở cái vùng đỏ này, mà những cái vùng bên này mình chưa qua được. Có thể là giới hạn của map sao? Mình biết được là gần như là Aventavis nó sống ở khu đó. Trời, 56 luôn, thôi má ơi. Sau đây gặp mấy con sói này level cao thế nhờ. Đúng rồi, mày đã xuống nước đây là mày không lên được đâu. Nay mình đi với con này mình đỡ sợ chết hơn. Con này nó trâu máu 4.000 máu luôn mà. Level 6 thôi đó. Vài bữa mình dụ mình bắt những con level cao hơn cho nó phê. Úi, bên đây có cỏ vậy nè. Ui, ở đâu qua hả trời? No, hai con luôn, chơi luôn, sợ gì nhau? Bố mày sợ quá. Các bạn biết gì không? Mình có thịt đùi. Wow, thịt đùi trong đấy không sao tắt được. Có thịt đùi mà nhưng không stack được. Ui, con kangaroo nè, dội nó dễ thương. Bắt được về không?
Chết rồi. Lại ham hố đi quýnh lộn nữa rồi. Ôi thịt nhiều quá. Thịt đùi này về nướng hơi bị ngon luôn á. Ok. Sách. Ô, bắt được này. Yeah. Câu được về luôn đi. Yeah, bắt con này về trước. Có con mụ này nhìn dễ thương ghê. Cắn Uru nè, cái con Mocoptobdon, con này là có trong ARK, nó sống ở bên gần hoang mạc nè. Nhìn cái mặt gối thôi luôn á. Kiểu như là đây là đâu, tôi là ai, thả tôi xuống đi. Nhìn cái mặt nó ngố thiệt luôn á. Để mình bắt nó về chuồng, mình nhốt nó lại, để tí gì mình bắt, sau đó mình sẽ đi tiếp tục cuộc chinh phục, không phải cuộc trinh phạt tụi Arventovic. Từ từ bắt nó về nhà chứ đó, thôi để về mình xem mình nó trước đi. Ngon. Rồi, và dễ thương thì thôi luôn á. Bắt con này nhảy tưng 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 vui lắm. May là con Arventovic của mình nó có thể gấp được mấy con như thế này. Những con như thế này dục như chuồng là nó quỳ thôi. Cái chuồng của mình may mà không có rồng chứ không là... Rồi hụt rồi. Vô nào. Ra được không? Sao mà ra được? Ok, tao cho mày ăn trái ỉa trước đã. Ui, nó cao ghê luôn. Thôi ngoan nào, để tao bắt đi. Trời ơi, con Uru bự ghê thiệt chứ. Sao trong đây nó to quá vậy ta? Ở nó ép mình vô tường luôn rồi, tao tao xoay mẹ nha. Ủa nó trong này nó to ghê các bạn ơi. Rồi cho nó ăn cái này nó đói liên tục luôn. Ngon. To ghê luôn á, trong trong ARK mình nhớ đâu có to như vậy đâu mà xong đây to dữ cơ. Vừa được chuyến đi săn lại săn được một con, quá phê. Con Arendovic đúng đã, vậy bữa mình sẽ bắt con Arendovic nó cấp to lên nhìn cho nó đã. Yeah, con này là Broco. Đây, có yên luôn. Ủa làm ở đâu à? Hình như làm trên mình luôn sao? Ơi, làm được luôn. Trời ơi, quá tuyệt vời. Nhanh nào baby. Đổi đi. Cái chuồng này bắt mấy con mà đi bộ đúng lợi hại luôn á. Vài bữa bắt T-Rex là phải xây cái chuồng to chắc gấp 10 lần cái này. Không, nói gấp 10 thì hơi quá. Gấp 3 thôi đủ rồi. Rồi, xoay rồi là mày chết luôn. Ở đâu ra bà sói vô duyên vậy? Ở đâu ra con sói nguy hiểm vậy? Mình phải cho này ăn phát nữa mình ra mình diệt con sói đó thôi. Nguy hiểm, rất là nguy hiểm luôn. Mình mà không để ý là mình coi như là nó giết con này của mình như chơi đấy. Solo không mày, thằng nhóc. Chạy à, mày chạy à. Trâu ghê thiệt. Trâu ghê hồn. Ơi, nó kéo đồng bọn rồi, nó kéo đồng bọn rồi, thôi bỏ. Khổ rồi. Vụ vô 7 thôi. Bao nhiêu thì cứ tới đây hết, anh chiều tụi mày.
Đúng rồi, xuống đó đi. Giết trước level 3 này. Một cặp tình yêu luôn hả? Cặp tình yêu tao chơi mày luôn. Lão không? Giết trước con level 3. Quýnh hả? Quýnh hả? Các bạn thấy không? Level 3 thôi mà đợi hổ báo như thế này rồi. Nãy giờ mình quýnh toàn mấy con level 50 mấy không? Mẹ nó quýnh mình gần nửa máu rồi đó. Ui ui thôi 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 anh ơi. Đừng có giết con kia của bố nha. Ăn thịt đồ đi em ơi. Không ổn tí nào cả. Hơi bị tự tin. Level 3 nó đập mình xém chết luôn. Không được rồi các bạn ơi. Chết mở cái nó đi ra rồi. Không ổn tí nào. Thôi mình cứ bắt con này trước đi. Từ từ hắn đụng tới con kia. Giờ mà giết con kia sợ mà đánh trúng con này. Ý nó quay lại rồi, chết mẹ. Ôi nó quay lại, nó quay lại, nó quay lại. Ok fine. Nó không để ý tới mình. Level 3 này mày đợi chút đi, tao tao cho mày lên dĩa ngay khi tao bắt được con này. Đợi chút đi boy. Mình phải cẩn trọng mà. Nó vụt nó qua vùng này hai đứa ơi. Con này lâu quá. Nhanh đi bạn ơi. Kẹt luôn rồi. Rồi vẫn cảm thấy rất là ổn. Đứng ở trên để cho ăn được luôn. Chỉ cần một nhát nữa thôi là mình bắt được con này rồi. Rồi, ok. Ôi, còn một cái nữa hả? Hơi lâu nha. Con này may là nhốt nó lại, không nhốt nó lại rồi thiệt chứ mình bắt nó chắc mình chạy quanh cái map ARK này luôn. À lộn, cái map Minecraft ARK này luôn. Đây là rất còn rất là nhiều đứa nguy hiểm đấy. Cẩn thận đi. Tưng ta răng, tưng tưng. Trời, để biến thành được con sói đó, chắc là phải một thử thách đặt ra để mình biến thành sói 5 phút mình đi càng quét coi được bao nhiêu con sói quá. Chắc cái đó là nên để cho các bạn dành thử thách cho mình thôi, chứ bây giờ mình biến thành con sói quá khó. Nghĩ sao ba cái răng sói là đồng nghĩa với việc chúng ta giết rất là nhiều sói để có được, mà giết được tụi nó cũng phải là refill của mình sẽ rất là mạnh đấy. Thấy chưa? Rồi, nãy giờ hết trái cây. Ok. Được rồi. Mày nhây quá. Mày xịt ra đây chút được không? Cái gì vậy bay? Ngu người. Trời con này mạnh nhớ. Quýnh được chết và tê luôn, không phải dặn vừa đâu nha. Ok, để trong chuồng trước đi. Mình muốn nói... Ê, trong bờ tê có gì vậy?
Ủa sao lại có cái xương nhỉ? Tiếp tục cuộc hành trình. Hành hình con này thôi. Nãy giờ mày regen máu có vẻ hơi bị nhiều rồi nhá. Tao quýnh 50% stamina là mày chưa chết à? Hay lắm bồi. Hay lắm bồi. Ồ, nó cứng ghê các bạn ha. Xong đời cô Lựu. Lên cấp tiếp. Tăng đam. Rồi ok lên được. Ê nghỉ nghỉ mệt cái đó. Thôi bay luôn đi. Bay luôn qua vùng đó là mình hẳn nghỉ mệt. Con ba ba này chưa chơi được. Vì nó khá là mạnh nên mình chưa quýnh được nó đâu. Ok lên được. Con ba ba nó muốn đánh này phải nói chung là phải dụ kèo nó đi lên trong cái hố. Mình phải câu con này vào mình giết cho các bạn coi nè. Không câu được. Con nó thì quýnh tầm 2-3 cái là gục. Thôi né rồng ra. Sao giờ lại ra rồng rồi? Rồng thật sự là mình không đủ tuổi để bắt nó ngay bây giờ. Đấy. Rồng quá dữ. Chắc là mình sẽ lên kế hoạch sớm thôi để bắt cái con rồng đó. Và thứ nhất mình phải có cái bone này đã. Mình phải săn được cái lông chim. Có lông chim mình đi farm thật là nhiều đá ma thuật để bắt con rồng đó. Mình nghĩ con nó bắn lượng turbo rất là lớn. Holy shit, T-Rex. T-Rex level 27. T-Rex level 27 luôn kìa các bạn ơi. Ngon đẹp đi trời. Chắc đi bắt T-Rex về nuôi. Từ từ mình nghĩ mệt hồi stamina đó. T-Rex đã thiệt. Không mà phải làm nhiệm vụ chính cái đã. T-Rex đó vẫn chắc phải xây thêm một cái căn cứ nhà bên đây rồi các bạn ơi. Hai con chim đã về làng dưỡng sức. Mày qua đây rồi mày trở về không có được đâu. Phải quýnh lộn với tao để được về bằng linh hồn. Ui yeah, có lòng. Ơi, mà giờ bố con nào dám xuống lượm. Diệt con T-Rex này may ra mới dám xuống lượm á. T-Rex nó cắn mình cái chết không ta? Thế mình biết là nó cắn cái chết đó. Hi, có lòng rồi. Làm được gậy rồi. Yeah, đi solo với T-Rex coi. Nói sự solo chứ mình ở trên cao mình quất nó quất đâu được mình không. Con này tệ nhưng phải máu 3.000, máu 4.000 là ít. 4 tới 5.000 máu, mình nghĩ T-Rex này rất là trâu. Bắt con này về solo với con sói ngon á. Mà thôi tập này giết nó thử coi. Mình giết nó coi nổi không. Mình coi thử thách độ trâu của nó bao lâu. Sơ sơ là mình thấy cái độ trâu của nó là... Để coi thử, chưa tính được. Giờ bây giờ là mình đang nửa cây stamina nha. Tại vì con sói kia là mình quýnh... Ấy cắn này rồi. Chưa cắn trúng mình lắm. Và bây giờ mình sẽ hồi... Holy shit. Các bạn có thấy gì không?
con ngựa một sừng biết bay kìa. Từ từ diệt xong con Red này đã. Nhiều linh hồn bí ẩn quá vậy. Để coi thử lượng stamina mình có thể chơi được con này. Uầy, tính ra thì nó cũng yếu á, không có mạnh lắm đâu. Họ xin thịt đùi vậy. 7 thịt đùi. Wow. 161 thịt và 200 mấy cục chục da. What the hell, nhiều luôn á. Dục nè, dục nè, dục nè, dục nè. Rồi, ok. Ui. Lại có hộp quà. Trời, tướng cái gì quý hiếm từ con T-Rex. Còn đi thịt đùi nữa nè. 6 thịt đùi. Ô, đi qua có con ngựa một sừng. Ô. Xem được không vậy? Mẹ nó, bên đây T-Rex nhiều thế. Ui, con ngựa một sừng nhìn đã thế mọi người. Đã không? Bắt được con này hơi bị căng á. Strength 4. Và chưa biết được có khả năng là tem được nó không, vì nó không có hiện chữ temable các bạn ơi. Như con này là nó cũng không có hiện. À có nè, temable nè. Golden Ram Outer. À được, 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 bắt được, con đó bắt được. Wow, qua bên đây, hỏi đi về làm cái kia đã. Mình khám phá khu này sau ha. Chắc là qua khu này sống rồi. Có con gì nữa kìa. Con gì kìa. Con này giống con bắt ở trong Dota 2 quá vậy. Fairy Dragon. No. Nhìn đẹp thế. Đã quá. À, được rồi, chúng ta sẽ về thôi. Gặp được khá là nhiều những con thú khá là bí ẩn. Tao sợ quá. Tao sợ mày quá. Tao sợ mày quá, man. Mấy con nhóc. Tính quýnh anh à? Đâu có dễ. Thu được cái gì nữa đây? Trabasit. Ý, cái này say. Mình trồng nó bảo vệ nhà mình đó nha. Nói gì chứ, anh không có sợ mày, ok. Rồi trừ máu cũng dữ đấy. Thôi đi về nhà làm cái gậy thôi. Hôm nay thật sự là khám phá được rất là nhiều điều mới lạ luôn. Level 24 rồi. Con này sẽ là con Uchadam của mình. Mình sẽ đặt tên nó là kẻ hay gì hả? Lên kế hoạch bắt T-Rex. Chỉ nhà của đó, giờ qua nhà qua đó hơi khó đó. Giờ qua nhà qua đó ở, mình phải xây một căn cứ khá là lớn. Ai đồng ý mình qua bên khu vực T-Rex ở thì comment vào bên dưới. Cái video này mà được nhiều comment thì mình sẽ
lên kế hoạch chuyển qua đó ở. Lên kế hoạch thôi, giờ mình qua đó mình xây dựng nó rất là tốn thời gian. Để mở rộng căn cứ ra chắc mình phải qua bên đó thôi. Qua đó để giúp mình có nhiều nguồn tài nguyên mới. Ở trong rừng thì nó rất là nguy hiểm. Cái đó dạng như khu rừng rồi. Đây là Darkwood, còn bên đó là kiểu như là gì, Redwood, rừng đỏ. Và chúng ta đã về sau một chuyến đi săn dài và khám phá được nhiều điều mới lạ. Đó là Fairy Dragon Turret. Và có cả cái con Kanguru bắt được trong tập này, quá đã. Tao nên thấy mày nên xử lý hết cái bọn gà công nghiệp này. Chui ăn lúa hả mày? Được rồi. Xuống ngựa. Đi con Riffin này rất là cực. Đậu đi mày. Đậu xuống. Sao tụi này nó khoái vô cái vườn lúa mà nó đậu ghê ta? Lúa mì đấy mày. Lấy là hết đồ để bán luôn á. Rồi cái mid-room này mình coi thử coi. Có thấy lớn mỡ ở đâu ta? Cái đó quỳ nha. Có nguyên liệu thần trưởng rồi. Vào ngay thôi. Bone wool ngon. Yeah, dục cái này thôi. Dục 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 cái nào, dục cái nào, dục cái nào. Dục cây cừu bắp này thôi. Chúng ta có cây gọi là đũa thần. Quả đã chưa, đã chưa, đã chưa. Cái gì? Má ơi mạnh vậy? Level 33 luôn. What the fuck? Cái này lỗi thế. Ôi mẹ ơi nó mạnh quá. What the mạnh luôn các bạn ơi. Holy shit. Trời ơi, hôm nay ngon. Vậy con mình chơi thử con chi ke 32 con này chùm trâu luôn. Con này chắc hai cái ha. Thôi đụng mày, mình nghĩ mình chết quá. Ba cái. Bốn cái. Năm cái. Chết mẹ rồi. Sáu cái. 7 cái. Ôi. Tính ra con này khủng á. Yes. Yes. Mình vừa có cái gì các bạn biết không? Mình vừa có được chính là cái skin. Đây đẹp lắm, skin cool đẹp lắm. Ủa, cha. Game bay sử dụng too much interesting. À, cái này là phải làm ở trong cái nhà mình cơ. Cái này, trong cái này nè. Skin, mình sẽ có skin cool, yeah. Đâu rồi? Đâu rồi ta? Đây rồi. The rat ở Hamlet Hatchin. Cút tầm hay sao? À đúng rồi. Yeah, tập trưởng của chúng ta. Yeah. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. I am a chicken. Yeah. Ôi công nhận cái phép thuật cái đũa này bá cháy con bỏ chét luôn á. Này, one hit. Pháp thuật của ta đây. Bùm. Sức mạnh quá ghê gớm.
Để mình coi cấp nhiêu rồi. 47.943. Sáu kinh nghiệm. What the mất. Quán hít đúng ghê luôn các bạn ơi. Cái này ác thật. Ơi nó phá, nó phạm đất luôn hả? Ghê vậy. Cái này để mình đi qua kia. Để mình cho bằng ngày đi. Sáng lên. Cho trời sáng lên cùng với bao tiền cười. Mấy bạn biết bài đó không? À, đúng rồi. Có em Kim mới chỉ mình có cái này vui lắm. Converse. Ấy đây. Yeah. Sẽ chuyển nó thành một cái block bit. Và chúng ta có thể đó là bích cúp nó đi. Rồi lâu nay mình không biết cái này. Thật là ngu thật chứ. Trong đây có bích cúp một cách gần như là Pokemon vậy. Có thể đem tụi nó đi một cách khá là dễ dàng như vậy mà mình không biết kia nè. Ooh, yes. Vui ha, nhìn hay thiệt chứ. Lâu nay mình không biết cái trò này luôn á. Cảm ơn bạn nào mà đã nhắc trong video của mình. Mình quên mất cái tên rồi. Mà nhưng một lần... Trời! Cái hồ này nhiêu mét vậy? Cái hồ này bao nhiêu mét mà con này nó nhảy một cái qua vậy má. Nhảy lại coi. Đù. Các bạn có nên chửi what the fuck với con này không? Mẹ ơi nó nhảy. Trời ơi, chắp cả thế giới dí luôn á. À, nhiều máu vậy. 1.001 máu. Con này chắc cho vận động viên nhảy xa của mình đi chấp tất cả các thể loại dí luôn á. Hey, đua không? Đua, let's go. Wow. Ôi chết cha. Y chết cha. Trời ơi, tao nhảy mấy cái cho tụi mày tuổi đầu dí được tao. Ủa, con này super ghê vậy. Trong Ark Survival nó đâu có nhảy xa tới mức này đâu. Trong này nó hóa trao rồi. Nhảy. Trời ơi nó nhảy cơ. Vui thiệt chứ. Ê để mình đi qua mình test hấp thuật cái nha. Ở đó đi. Ê, vui quá. Hôm nay biết được nhiều cái hay ghê. Mà bữa giờ ngu ghê. Hàng. À mình sẽ bích hết thú mình đi qua bên kia ở luôn. Mình hồi bữa giờ mình đang phân vân cái gọi là vận chuyển thú qua một cái khu vực mới ở. Và như bây giờ thì chúng ta đỡ rồi. Có thể bích cúp bất kỳ con nào, chỉ cần convert nó là xong. Con này chở đồ nặng quá rồi. Dục bớt xương. Chắc là do mình cầm quá nhiều đồ hay sao. Gì man? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Thức lộn à? Mày biết mày quýnh với ai không? Ok ok. Mày quýnh, tao quýnh không trúng mày thôi. Mày mạnh vậy ta? Mày mạnh vậy? Mạnh hả mày? Có đá được, có đá pháp thuật kìa. Dark Magic Stone. Ăn vô. Ăn thịt thường hay thịt đùi để tao đem về tao nấu thịt. Tao nấu cao. Chết rồi, bão gió rồi. Dục bớt đồ đó. Mình dục bớt đồ gì ta? Flint dục đi. Mình có cầm cái đồ khỉ gì đâu mà ta. Sao nặng vậy?
Dục bất long, dục bất gia đi, gia là không cần thiết nhất. Tăng cho mày một cái quay đi. Cái chiếc trai dục lộn. Ôi thịt này nhiều quá đó, chắc cho này thịt nhiều quá. Fiber hay nhặt lại cũng được. Rồi, ok, nửa bình à. Bay nhanh liền chứ, hồi nãy bay chậm rì à. Rồi, bay như con điên luôn. Đây nè. Giờ là mình đi là mình không có sợ gì hết á. À, farm một lần được ít 2 cục này rồi, ngon rồi. Đỡ đó các bạn ơi. Bữa sau mình làm tên đồ nó đỡ hơn. Ok. Vậy là rất là đỡ rồi. Yeah. Chỉ quýnh sợ con sói này thôi. Chứ anh không sợ cái gì hết. Tất cả chỉ là dễ dàng. Quýnh đầu hả? Quýnh đầu hả? Quýnh đầu hả? Chấp hai luôn á. Một đứa. Hai đứa. Suy nghĩ kỹ chưa mà dám chơi với anh. Võ công của tao bây giờ là luyện lên cấp thượng thừa rồi. Chảy máu quá trời rồi. Xuống. And được rồi, và video này mình quay tới đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Nếu thấy tập này hay thì đừng quên để lại một like và một subscribe ủng hộ cho mình nha. Yeah. Nhìn ra nhìn chất chưa? Vận động viên nhất cao. Tập sau mình sẽ dùng con này đi chơi ha. Các bạn nào thích mình dùng con này đi chơi không? Rồi ăn mày luôn. Con này tôi đi nhảy cao mà xuống nước là nó đi y như là slow motion vậy. Được rồi, bye bye các bạn nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nhảy lên mấy nhà luôn. Bye bye. Wave your hand.